Xin chào các bạn, đây là cặp bánh của tháo của xe 81 ra thanh lý cặp bánh 300k nha, 300k như hình. Về anh em gắn xe đi chợ chở hàng này nọ nha, hoặc là về muốn lấy linh kiện muốn lấy gì lấy nha. Cặp mỏ lốp bên ngoài người ta mới thay, xài vẫn còn ok. Cặp đầm zin còn đẹp. Căm thì khách thay mới rồi, căm thì cũ rồi nhưng mà vẫn còn chạy được, không có cần, nếu mà không cầu kỳ thì không cần thay lại. Niền trước thì zin 2x2 onion thái, niền sau thì niền mới. Thì nếu mà anh em gắn cho xe chở hàng hay là chở nước đá này nọ thì rất là ok nha các bạn. Căm vẫn còn cứng cáp, không có bị gãy cây nổi, mặc dù có mục có sét không bị gãy cây nào hết nha. Căm sau thì vẫn còn cứng, niền vẫn còn liền lạc, cũng không bị mục nên không bị sợ vô nước này nọ. Thanh lý là 300k nha anh em, về gắn xe hay là tháo lấy cái linh kiện gì đó tùy. Ok, cảm ơn tất các bạn.